Từ năm 2023 đến nay, xã Minh Châu đầu tư trên 70 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để nâng cấp xây mới trên 5 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường mở rộng trung bình từ 2,5 m thành 4 m đến 5 m được đổ bê tông hoặc trải áp phan có hệ thống thoát nước. Để hoàn thành các dự án trên 200 hộ dân đã hiến gần 2.000 m2 đất và nhiều tài sản trên đất để mở rộng các tuyến đường, tập trung nhiều ở thôn Xuân Lai, Quảng Uyên, Lực Điền. Các tuyến đường được mở rộng thuận lợi cho việc lưu thông sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế và góp phần sớm hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương. Xã đang tiếp tục vận động nhân dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường còn lại.